sang. Em muốn đầu tư vào crypto nhưng mà em không biết mỗi tháng đầu tư bao nhiêu. Ok, thì bây giờ đó, cái chìa khóa là như thế này. Trước mắt đó là em phải xác định là crypto là xu hướng trong tương lai. Và cái chìa khóa số 2 đó là em phải coi được là cái income, là cái mức thu nhập đó hàng tháng em kiếm được là bao nhiêu. Ví dụ như là nếu em là những người thích bảo hiểm và muốn làm giàu nhanh, ok, có bài bản, thì em có thể lấy ra là khoảng chừng 30% cho đến 50% là em muốn bảo hiểm và đi nhanh đó, là 30 cho đến 50% income của mình. Thí dụ mỗi tháng em kiếm được 1.000 đô thì em lấy 300 đô cho đến 500 đô đầu tư vào. Nếu mỗi tháng em kiếm được khoảng chừng 10.000 đô thì em lấy 3.000 đô và 5.000 đô đầu tư vào trong phần crypto. Ok. Và cái vấn đề kế tiếp nữa đó, nếu em là những cái người mà không thích bảo hiểm cho mấy nhưng mà vừa thôi, thì em có thể lấy khoảng chừng 10% cho đến 20% thu nhập của em. Thí dụ như là em kiếm được 1.000 đô thì em lấy 100 cho đến 200 đô của em ra để đầu tư vào trong crypto. Nếu em kiếm được khoảng chừng 10.000 đô thì em lấy khoảng chừng 1.000 đô cho đến 2.000 đô đầu tư vào trong crypto. Và cái cuối cùng đó là em phải chọn một cho đến ba cái coin mà em tin tưởng vào, thí dụ như là Dogecoin, Decentraland hay là thậm chí Algo, cái nào cũng được hết, và đầu tư vào. Nhưng mà cái quan trọng nhất là em phải store ngày hôm nay. Và muốn tìm hiểu thêm về đầu tư, hãy follow Think Smart Brother để tìm hiểu thêm về vấn đề đầu tư, và hãy nhớ đầu tư thông minh.